Đấng Quan Âm ngoái thần long lòng ai khắp thế gian đều trong danh Ngài, chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quan. Quan thế âm cứu khổ độ sanh, nếu ai có một niệm lành Ngài nghe tiếng ứng chánh tới liền. Dầu trong bình liên miên khó cực ngay, niệm danh Ngài làm tân khỏi ngay, bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quan. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang. Diệu thân ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù, diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi, tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính Bắc thành Việt Nam. Một cảnh tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ danh theo Ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ấy chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bế Ngài muốn đổ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền, Đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ cũng là tùy ý muốn chi, Ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giang cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường
chí thành đốt nén tâm hương ấy, vừa niệm danh hiệu tái ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạc bang, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh thơi, từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm, Bồ Tát phổ môn phẩm nhị thời vô tận y, Bồ Tát thân tung tòa khởi thiên đáng hữu kiên. Hiệp chương ứng quán nhị ta thì ngôn thế con quán thế âm, Bồ Tát di hà nhân duyên danh quán thế âm, phần cao vô tận ý Bồ Tát thiền nam thương. Nhờ vô lượng ba thế quan chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì quan thế âm, Bồ Tát nhất tâm xưng danh quan thế âm, Bồ Tát tấn thời quan kỳ âm thanh nhi đăng giải thoát. Như hữu trì thì quán thế âm, Bồ Tát danh giá thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do thì, Bồ Tát ngoài thân lưng có nhượng vi đặc phi trở phiêu xưng kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ, nhường hữu ba thiên vàng ưng chúng sanh vì cầu kiệm ngân lưu ly. Xa cơ mà não sáng ngô văn trăng cháu đăng bao nhầm ư đại hải già sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhượng hữu này chỉ những nhân. Xưng quảng thế âm Bồ Tát danh già thì chư nhân đặng giai đăng giải thoáng la sáng chi nạn gì thì nhân duyên danh quán thế âm như phục hữu nhân lâm đương bị hành. Xưng quảng thế âm Bồ Tát danh già sợ bị xa chấm đao trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung già xóa la sang. Dùng lại nào nhân văn kỳ xưng quán thế âm Bồ Tát danh giá thì chư á quỷ thường bất năng dĩ án nhạc thì chi huống phục gia hài thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội. Nhờ vô tội nữ giới gia toa kim hề kỳ thân xưng quán thế âm Bồ Tát danh giá giải tăng đoàn hoài tức đắng giải thoáng.
Nhờ tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoan tặng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thể trì trọng bào kinh qua hiếm lộ kỳ trung nhất nhân tăng thị xương ngôn. Chư thiền nam tứ vân đã khung bố như đắng ưng đường nhất tâm sừng quan thế âm bồ tát danh hiệu thì bồ tát năng gì vô ý thế chúng sanh như đắng nhờ sừng danh già tứ hoán ta đương đăng giải thoát. Chúng thường nhân bằng câu phá thân ngôn nam mô quan thế Bồ Tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y quang thế âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hư chúng sanh đã hư danh vô thường niềm cung kinh quang thế âm Bồ Tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niềm cung kinh quán thế âm bồ tát thường đăng ly sân nhược đa ngũ si thường niềm cung kinh quán thế âm bồ tát tiện đăng ly si vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thì đăng đại hoài thần lực đa sa nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bài cúng dường quang thế âm bồ tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kinh lễ bái quán thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ân thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục tâm nhị ứng hằng hà sa bồ tát danh từ phục thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược như ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhược phong hữu nhân lắm đương thọ trì quang thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân vừa chánh đắng vô dị ư ba thiên vàng ưng kim bân ca cùng tăng vô tận ý thọ trì quang thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý bồ tát bằng phần ngôn thế tôn quang thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà ơi giới văn hà nhi vị chúng sanh phía pháp phương tiền chi lực kỳ sự văn hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tự như hứa quang đồ chúng sanh ứng di phật thân đăng độ gia quang thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng di bích chi phật thân đăng độ gia tấn hiện bích chi phật thân nhi vì thuyết pháp ứng di khánh văn thân đăng độ gia tấn hiện thành văn thân nhi vì thuyết pháp ứng di phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vì thuyết pháp ứng di đế thích thân đăng độ gia tấn hiện đế thích thân nhi vì thuyết pháp ứng di từ tại thiên thân đăng độ gia
tức hiền từ tài thiên thần nhi vị thế pháp ưng di đại từ tài thiên thần đắng độ giam tức hiền đại từ tài thiên thần nhi vị thế pháp ưng di thiên đại tướng quân thần đắng độ gia tức hiền thiên đại tướng quân thần nhi vị thuyền pháp ưng di tỳ sa môn thần đắng độ gia tân hiền tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp ưng di tiểu vương thân đắng độ gia tân hiền tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp ưng di trưởng gia thân đắng độ gia tân hiền trưởng gia thân nhi vị thuyết pháp ưng di cư sĩ thân đắng độ gia tân hiền cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp ưng di thân đắng độ giả từng hiện tế quán thân nhi vị thế pháp ưng di bà la môn thân đắng độ giả từng hiện bà la môn thân nhi vị thế pháp ưng di tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân đắng độ giả thân hiện tỳ kheo tỳ kheo ba tăng ư ba di thắng nhi về thuyết pháp ưng di trường gia cư sĩ thế quan bà la môn phụ nữ thân đăng độ giam từng hiền phụ nữ thân nhi về thuyết pháp ưng di đồng nam đồng nữ thân đăng độ gia từng hiền đồng nam đồng nữ thân nhi về thuyết pháp ưng di thiên long gia xoa càng A tu la ca lo la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đăng thân đăng đồ giả thân già hiền chi nhi vị thuyết pháp mừng nhi chấp kim cang thần đăng đồ giả thân hiền chấp kim cang thần nhi vị thuyết pháp phò thần y thị văn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đức chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đàn ưng đương như cái tâm cúng dường quan thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát ma ha tát ư bồ uy cấp nàng chi trung năng thi vô uy thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi bi thi vô uy dạng Vô tầng y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quan thế âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ phẩm thi trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát y phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm nhi thời phần cao quan thế âm bồ tát đương mừng thư bồ tát ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca la hoa la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làng phân ta nhị phân nhân phân phong thinh ca mâu ni phật nhờ phân phụng đa ba phần tháp vô tầng y quan thế âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới nhị tài vô tận y bồ tát di kệ vẫn việc thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phần tứ hà nhân duyên danh vi quán thế âm cụ túc diệu tướng tôn
Kề Nam Vô Tăng y như thánh quan âm hành thiện ưng chư phương sa hoàng thề thăm như ái lệnh kim bất tư nghị thị đa thiện ưng phân phan đại thánh tình nguyện. Ngà vì như lừa phía văn danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứ hưng hài ý thôi làng đại hoa canh. Niệm bi quan âm lờ hóa canh biên thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng niệm bi quan âm lực ba làng bân năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận sơ thôi đoà niệm bế quan âm lần như nhận hư không trưa hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bế quan âm lần bất năng toàn nhân mau. Hoàng trì oan tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bế quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tàu vườn nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bế quan âm lần. Nào tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bế quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam. Niệm bi quan âm lờ hoàng trước bọn nhớ hoàng ngộ ăn la xá đồng long chư quỷ đặng niệm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn. Niệm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục nghĩa khí đồng yên hóa nhiên niệm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện. Giang bà chùa đại vô niệm bi quan âm lớn ngưng thời đặng tiêu ta chúng sanh bị khốn anh vô lượng khổ bức thân quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần. Hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quang đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tất linh diền. Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian. Vì thế giới lời chân tư diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quang sư bố quý quân trần trung niệm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng. Diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 vào sanh nghi quán thế tình thanh ư cổ nào tự anh. Năng vì tăng y hộ cụ nhưng thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát Thế Tôn tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế thôn nhược hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thiền thân thông lực giam. Đường trì thế nhân không đứng ba theo và thuê thì phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiền chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni
ni bác di hồng, ăn ma ni bác di hồng. Ăn ma ni bác di hồng, 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 ăn ma ni bác di hồng,
An ma ni ba di ông, 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 An ma ni ba di ông. Quán Âm Đại Sĩ A Phó Hiệu Biến Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Ma Khó Hai Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại
Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ba Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngô Ứng Giai Công Độ Những Thế Vô Ánh Xa Lợi Tư Sanh Bấn Vì Không Không Bấn Vì Sanh Sanh Tự Thì Không Không Tương Thì Sanh Thọ Tương Hành Thân Về Phụng Như Thì Xá Lợi Tự Thì Chư Phá Không Tương Bơ Sanh Bân Về Bân Câu Bất Tình Bân Tăng Bân Giam Thì Cố Không Trung Vô Sáng Vô Toàn Thường Hành Thơ Vô Nhan Nhị Tí Thì Thân Ý Vô Sa Thịnh Hương Vì Sông Phá Vô Nhan Giới Này Chỉ Vô Ý Thân Giới Vô Vô Minh Diệt Vô Minh Tần Này Chỉ Vô Lào Từ Diệt Vô Lâm Từ tầng vô vô tâm về đạo vô tri về vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niên bàn tam thế chư phật Thì bằng nhà ba la mật đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô trì bằng nhà ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân tiền bẩn hương Cô thuyền mang nhà ba la mừng đa chú tân thuyền chú viên yên đế đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hăng yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điên già tha di đi đô bà tì a di đi đa tấn đam bà tì a di đi đa tì ca lăng đê a di đi đa tì ca lăng đê già di ni già già na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đa bà già đa tha già đa điện già tha di đi đô bà tì A di đà đa ta nam bà tì A di đà đa tì ca lăng đê A di đà đa tì ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lệ ta bà nam mô A di đà bà già đa tha già đa điện già tha A di đà đa bà tì A di đà đa ta nam bà tì A di đà đa tì ca lăng đê A di đà Tỳ ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lệ ta bà ha a di đà phật thân kim sanh ấy tướng hào quang minh vô đẳng luân ấy bành hào uyên
Nam mô Trấn Thánh Tư Đại Hải Quang Trung Hóa Phần Vô Số Ứng Hóa Bồ Tát Chúng Diệt Vô Biên Tứ Thâm Ba Nguyện Độ Chúng Sanh. Cửu Pháp Âm Linh Đăng Bi Ngàn Ngày Nam Mô Tây Phương Cần Là Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô 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 A Di Đà
Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng quan âm oai thần lòng lòng ai khắp thế gian đều trong danh Ngài, chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nắng niệm Ngài liền quan thế âm cứu khổ độ sanh. Này nếu ai có một niệm lành, Ngài nghe tiếng ứng chánh tới liền. Dầu trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh Ngài làm từng khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa Đoan Trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha, diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù, và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chẳng đáng ghi, tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tai động hương tính bất thành Việt Nam. Một cảnh tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo Ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi.
Từ bi Ngài muốn độ đời à, 12 đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốt ráo à, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm Phổ Môn thì hiền Đức Như Lai thuật chuyện khen Ngài. Oai thần linh hiện không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi, Ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giác cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương ấy, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho an. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạc ban, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời an. Từ bi cứu khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. A Di Đà Phật thân kim sang ngay tướng hảo quang minh vô đẳng luân ngay bành hào uyển kiến ngũ tu di cam mồ trấn thánh tư đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ban nguyện độ chúng sanh. Cư Pháp Âm Linh Đăng Bi Ngàn Ngày, Nam Mô Tây Phương Cần Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đừng quan âm oai thần lòng lòng Quang Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, Ngài nghe tiếng chánh tới liền. Dầu trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh Ngài làm từng khỏi ngay. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian. Hóa thân công chúa Đoan Trang, Diệu Trang Vương ngự ngai vàng vua trang. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù, và diệu âm trì thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tai động hương tính bất thành Việt Nam. Mò cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo Ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thần ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quang Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi Ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phó môn thì hiền đức như
Lai thuật chuyển khen Ngài. Oai thần linh hiện không hai, tâm thanh cơ khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi, Ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giang cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đốt nén tâm hương, ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chớ có quảng này, một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạng ban. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đứng thờ thân hành, vô biên thắng phước giải hồi hướng, ai phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh, thông vạn vô lượng quang phần sáng, ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ cho minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế Thế Thượng Hành Bồ Tát Đạo, ái nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, mà cứu phẩm liên hoa về phù màu, hoa khai kiến Phật Ngộ Vô Sanh, bất thối Bồ Tát Vi Bàn Lữ, nguyện gì thử không đứng an. Phổ cầm những thế đặng giữa chúng sanh, giai công thành Phật Đạo. Tự quý Phật đương nguyện chúng sanh, thế giai đại đạo ở pháp vô thương ta.
từ quý pháp mới đương nguyện chúng sanh thâm nhàm kinh tạng trí huệ như hải. Từ quý nguyện đem công đức này